Con xin chào thầy cô và các bạn. Con là Nguyễn Hoàng Lâm và năm nay con lớp 8. Hôm nay sẽ thuyết trình về dự án thuyền của con. Đây là hướng dẫn chơi. Thuyền vàng thì sẽ dùng phím W và S để di chuyển lên, di chuyển xuống. Còn thuyền xanh sẽ là phím mũi tên. Thì ở đây của con là con chơi thuyền bay. Và giống như bài thầy đã dạy trên lớp, không có gì thay đổi nhiều. Đấy, đến khi nào mà tốc độ của sóng của một bên nào đó bằng không thì bên đó sẽ thua. Và ở đây ta có nút chơi lại để chơi lại từ đầu. Thì con xin nói về một cái chức năng nổi bật. Đó là đầu tiên là chức năng mô phỏng lại cái hai vị trí của thuyền ở trên cái chỗ này. Con đã học hỏi rất nhiều công thức và đây là công thức cuối cùng con để tính được. Con sẽ lấy cái vị trí y của thuyền vàng và thuyền xanh trừ đi cho cái độ dài của cái nền đằng sau và sau đó nhân với cả cái độ dài của cái thanh này để có thể tính toán được. Và dự án này của con thì con chưa làm được nhiều do thời gian con khá ít và con mới chỉ làm được đến đây. Con xin mời thầy nhận xét. Trong quá trình phát triển sản phẩm thì Hoàng Lâm muốn gặp khó khăn gì không? Con gặp khá là nhiều lỗi nhưng mà con hầu như cũng đã sửa được hết rồi ạ. Cái lỗi mà mình mất nhiều thời gian nhất là lỗi gì nhỉ? Lỗi về cái phần kiểm tra va chạm, cái tốc độ của những cái rác với cả đá với cả cái bóng năng lượng này với cả cái phần mô phỏng lại cái vị trí của hai con thuyền. Và cái phần này đây, một lỗi nữa là con chưa sửa được, đó là con chưa có thời gian làm để con kiểm tra cái này để khi mà cái tốc độ của những cái vật này mà dưới không mà bị âm mà nó đi lùi về thì thua, nhưng mà con chưa làm. Rồi, ok. Và trong tương lai thì Hoàng Lâm sẽ thay đổi chức năng hay là bổ sung thêm chức năng nào cho sản phẩm? Con sẽ thay đổi hầu như những cái này thành một chủ đề khác, không phải là thuyền như này nữa, và con sẽ làm thêm nhiều chức năng nữa để cho trò chơi thú vị hơn. Mời bạn chấn sang để test bài làm với Hoàng Lâm nhé. Dạ không có những cái gì. Nếu mà không thấy có gì chê thì mình sẽ phải khen nhá. Đó. Rồi Trấn Khang tiếp tục suy nghĩ nhá. Thì đang suy nghĩ nha. Các bạn là chú ý nhé, chúng ta nhận xét thì chúng ta sẽ nhận xét theo hai cái chủ đề. Chủ đề thứ nhất là về sản phẩm, chủ đề thứ hai là về kỹ năng thuyết trình. Trong đó thì chúng ta sẽ nhận xét về cái gì mình thích trước, sau đó là chúng ta sẽ nhận xét về những cái gì mà chúng ta cần góp ý, và nếu như chúng ta có muốn là thắc mắc gì về cái nội dung đó hay là về chức năng lập trình thì các bạn chúng ta có thể là yêu cầu bạn chạy lại chương trình và giải thích thêm nha. Đó. Rồi thì mời bạn Quang Thông nhận xét bài làm cho bạn Hoàng Lâm nào. À, dạ con thấy cái bài của bạn thì có cái phần nó hơi không hợp lý ra lắm, là cái phần mà tại vì bạn lập trình sẵn đó, là cái phần mà thuyền rồng á, khi mà tốc độ chuyển thấy bằng không á, thì hai con thuyền sẽ dừng lại và game sẽ kết thúc, game over. Nhưng mà cái không hiểu thấy trên thì cái dựng
tiếp tục giải. Ok, cảm ơn bạn Quang Thông. Đăng Sơn nhận thép xem cho bạn nào. Em thấy là bài của bạn cũng khá là tốt, nhưng mà cái phần nền đằng sau em thấy nó hơi ảo nè, em nghĩ là bạn nên thay đổi. Có thể gợi ý thêm cho bạn là thay đổi như thế nào cho nó hợp lý không nhỉ? Theo mình thì mình sẽ làm như thế nào nếu như có hình nền này? Ừ, em nghĩ là nên để kiểu cái phần nước biển ở dưới nó thấp hơn một xíu, để kiểu rất là nó ở trên trời, với cả là cái phần thanh cập nhật tiến độ chỉnh ra ở giữa. Ừ, rồi, ok, cảm ơn bạn Sơn có những cái nhận xét cũng khá là sát đúng không ạ? Tiến Khang có bổ sung gì cho hai bạn không? Phần này thầy sẽ nhận xét bài làm nhé cho Hoàng Lâm. Thực ra thì đối với bài làm này thì nó mang một cái màu sắc hoàn toàn khác so với sản phẩm gốc đúng không ạ? Các bạn thấy rằng chỉ thay mỗi cái ảnh nền nó nhìn cái khác hẳn ngay đúng không? Đấy, thì đây cũng chính là một cái kỹ năng mà các bạn cần phải lưu ý nhé. Chỉ cần các bạn thay được hình nền, thay thuyền thôi là chúng ta có hẳn một cái khung trời mới rồi đúng không? Một cái vùng trời riêng cho chúng ta rồi để chúng ta sáng tạo rồi đúng không ạ? Và từ đó thì chúng ta có thể là nghĩ ra thêm được rất 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 nhiều thứ nhé. Đó, chứ không nhất thiết là cứ chăm chăm mà phải lấy cái hình nền cũ thầy xong là các cái bạn trong lớp là chúng ta cứ theo những cái lối mòn cũ là đi là giống nhau hết đúng không ạ? Đó thì đây là một cái nội dung mà chúng ta cần lưu ý. Nội dung tiếp theo nữa thì thầy thấy là màn của bạn Hoàng Lâm thì cũng đầy đủ chức năng rồi, chức năng khá đầy đủ. Có lỗi một chút ở cái phần tốc độ âm thôi đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ tìm cách chúng ta thực hiện. Đó, có thêm cả cái chức năng chơi nại rồi đúng không? Đấy. Hay là có thêm các cái chướng ngại vật như là ở đây có lẽ là thùng rác đúng không nhỉ? Rồi, ok. Tuy nhiên thì cái phần hình nền ấy nó là một cái điểm nhấn khá tốt, thế nhưng mà chúng ta cần phải lưu tâm lại một việc, đó là cái ý tưởng. Không có bất chơi bất kể cái game trên mạng nào, các bạn chú ý chúng ta chơi bất kể game trên mạng nào thì hầu như là đều có cái ý tưởng riêng, đều có cái cốt truyện riêng của cái game đó đúng không ạ? Đó. Và kể cả nếu như mà cái game nào không có cốt truyện nhé các bạn nhé, đó hy hữu có cái game nào không có truyện thì nó cũng phải hợp lý một chút chứ nó không đến mức là nó bất hợp lý đúng không ạ? Đấy, tất tất nhiên là nó không phải nào mà giống như đời thật được đúng không? Thế nhưng mà nó cũng vẫn phải có một cái sự hợp lý nào đó. Đấy. Thì ở đây thì thuyền bay cũng là một ý tưởng mà nếu như mà mình triển khai ấy thì nó cũng có thể là hợp lý đúng không? Ở một cái vùng trời nào đó mà các bạn nghĩ ra đúng không ạ? Nhưng lưu ý một việc là khi mà bay trên không thì chúng ta rất khó để có thể là chia ra làm hai chỗ nơi bay khác nhau đúng không ạ? Làm gì có cái phao ở trên không được đúng không nhỉ? Đó thì cũng rất là khó đúng không ạ? Thế thì ở đây thì nếu như mà chúng ta nghĩ theo cái hướng thầy nghĩ nhá, đó theo hướng thầy nghĩ thì con có thể là thay hai con thuyền bằng hai cái máy bay nha, đó bằng hai cái máy bay luôn, bỏ cái dòng Biển nước đi biển. đúng không ạ? Đó, ok chưa ạ? Bỏ cái dòng nước nó chảy đi đấy, có mỗi mây bay thôi đúng không nhỉ? Đó, bỏ cả cái phao đi luôn nhá, cho hai máy bay có thể va chạm với nhau luôn. Đó, va chạm thì đương nhiên mất điểm đúng không, hoặc là giảm tốc độ hoặc là kết thúc trò chơi tùy nhá. Đấy đó, thì hai cái máy bay này mà bay thì có thể điều khiển ngang dọc luôn nhá. Đó, ngang dọc luôn. Đấy. Thế thì các cái chướng ngại vật thì thay vì là bay ngang như là cái trò chơi hiện tại thì có thể bay dọc từ trên xuống dưới mà đúng không, giống như trò lái tàu vũ trụ ấy. Đó, chướng ngại vật nó bay từ trên xuống dưới thì cái này mình cũng thiết kế là cho các chướng ngại vật rơi từ trên đầu xuống cũng được nha. Đó, để máy bay có thể tránh các cái chướng ngại vật đó đúng không ạ? Và cũng có những cái năng lượng đúng không? Đó thì rơi từ trên xuống dưới chéo tùy nha. Đấy, thì đấy cũng là một ý tưởng mới thôi đúng không? Nó sẽ hợp lý hơn rất nhiều đúng không ạ? Nó sẽ hợp lý hơn rất nhiều và người chơi người ta thấy hợp lý ấy, thì người ta mới hòa mình vào đó và họ mới có cái trải nghiệm nó thú vị được nha. Chứ còn nếu thấy cái yếu tố thần thánh thì nó vẫn có ở trong các cái trò chơi thế nhưng mà nó vừa phải thôi chứ nó không không vô lý quá thì chúng ta sẽ thu hút được nhiều game thủ đến với cái trò chơi của mình hơn nha. Đấy. Một điểm nữa mà thầy muốn thầy không biết là các bạn có bị không nhưng mà thầy máy của thầy thầy thấy là hai cái chấm vàng vàng với xanh xanh nó đang bị nháy nháy ấy, đúng nhỉ Hoàng Lâm nhỉ?
Rồi, ok thì Đúng rồi ạ. thì chỗ này chúng ta xem lại xem là chúng ta sẽ khắc phục nhé. Rồi, chúng ta cũng chúc mừng Hoàng Lâm đã hoàn thành phần thuyết trình của mình nha.